Xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay Ngọc Trì có hân hạnh nói chuyện với những người tham dự rồi những người đóng góp bàn tay của mình vào ban tổ chức của chương trình Work for Ukraine. Nói đến Ukraine thì những hình ảnh tin tức khắp nơi đã đưa đến chúng ta những hình ảnh phải nói tang thương của cuộc chiến mà là một người con dân Việt chúng ta không hẳn khó mà quên được. Bản thân chúng tôi là những người sống trong cuộc chiến đó mới thấy được cái sự tang thương của nó. Nhà cửa tan hoang, người thân mất mát, những vành khăn tang đã được đội trên đầu và những giọt nước mắt khóc cho người thân, rồi những người lính trẻ đã hy sinh cho đất nước của mình. Những hình ảnh đó hầu như 40 trên 40 năm chúng ta tưởng là quên rồi, nhưng mà không, ngày nay nó đã được tái hiện và thể hiện. Chính vì vậy, có sự tổ chức của chương trình đi bộ cho nạn nhân của chiến tranh, tức là những người Ukraine. Ngồi bên cạnh Ngọc Triệu, đây là những người phải nói trẻ của thế hệ ngày nay đang sống ở trên đất nước Hoa Kỳ. Rồi bây giờ các bạn thứ nhất là cho biết tên, rồi sau đó là mình thuộc thành phần nào, phải không? Để mà quý vị khán giả cùng quen, mở đầu với chị Cindy đi. Kính chào quý vị khán thính giả và cảm ơn anh Ngọc Triệu đã cho tụi em tới có cơ hội ngày hôm nay. Em tên là Cindy Trần, là hiệu trưởng trường Việt ngữ giáo xứ Đức Mẹ La Vang. À, rồi đó, bây giờ ngồi bên cạnh một chàng trai áo đỏ đẹp trai đeo kính, bây giờ hình như tên là Khương phải không ạ? Xin mời Khương. Em xin cảm ơn anh Ngọc Triệu và em xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài. Thì em tên là Phạm Khương, là thầy giáo và cũng là một trong đại diện của trường giáo xứ Đức Mẹ La Vang, là một trong ban tổ chức của cuộc gây quỹ đi bộ giúp cho nạn nhân Ukraine. Còn cái cậu Chris này nếu mà nhìn thì chúng ta thấy hình như là cái lớp láng giềng nhiều hơn. Đấy, chúng tôi cũng không dám nhận đây có phải là người Việt hay không. Bây giờ Chris nói tiếng Việt cho mọi người biết đi, mình là người Việt Nam. Tên tên em là Chris, em là người Việt Nam. Em giờ tiếng Việt của em không được mấy, thông cảm chút nha. Em giờ board secretary của Đoàn Thanh niên Ban Bội Châu. Tức là thư ký của Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu. Một cái tên quen thuộc lắm trong những thời mà chúng ta đấu tranh cho tự do Việt Nam mà anh Bảo phải không? Anh Bảo đã là đại diện cho thanh niên Phan Bội Châu lâu ngày. Rồi bây giờ chúng ta đã biết nhau rồi phải không? Bây giờ why, lý do gì có cái cuộc tổ chức này và ai là cái người đầu tiên mang cái idea này ra chị xin đi? Trong những ngày vừa qua khi mà chiến tranh mới bắt đầu thì anh cũng biết là đài SPTN có cuộc gây quỹ. Thì hôm đó em và một số thầy cô có tới giúp để mà bắt phone. Rồi thì em cái ngày hôm đó em có cơ hội em nói chuyện được một số người Ukraine ở đó và có các em bé cũng đi với cha mẹ. Thì người Ukraine họ rất là ngạc nhiên và họ nói là I can't believe you guys love us so much. Wow, họ nói là họ không ngờ là mình thương họ tới như vậy. Thì ngày hôm đó làm về mình rất là cảm động. Rồi sau đó thì có một bữa em gặp trong một buổi tiệc em ngồi kế anh Mười Đẹp với cô Ngọc. Thì anh Mười Đẹp là trung tâm trưởng của tập thể chiến sĩ Tây Nam. Thì anh cũng đang muốn làm một cái chương trình gì đó cho người Ukraine, là tại vì mình thấy cái cuộc chiến mà người Việt Nam mình cũng đã trải qua đó anh. Đó, rồi sau đó thì cũng có cô Ngọc là người sáng lập ra cái trung tâm văn hóa Hồng Bàng. Thì cô cũng có một cái tâm tư như vậy. Cái ba anh em ngồi với cô rồi xong rồi nói chuyện rồi xong rồi nói là ô đây là một cái mà mình có thể làm cho các trường Việt ngữ và mình phố cả trong các nhóm giới trẻ đó anh. Thì khi mà sau này mình sẽ coi qua cái phần mà hợp tác của các hội đoàn đó thì anh sẽ thấy là mình có tổng hội sinh viên rồi các hội đoàn trẻ rồi các trường Việt ngữ và ngoài ra đó cũng có Boy and Girl Club, các liên đoàn hướng đạo, Boy and Girl Scout, cho nên là focus trong giới trẻ và dĩ nhiên là mời tất cả mọi người đến tham gia anh. Tức là ai mà đầu gối còn vững thôi là có thể đi được và phản đối lên cái chiến tranh nó tàn khốc và sự cái vô lý của cái sự chiến tranh đúng không? Thì thôi thì mình hỏi thăm chút xíu để những người trẻ ngày nay nghĩ gì phải không? Đầu tiên mời Chris nghĩ gì về cuộc chiến Ukraine trước những cái hình ảnh tang thương đó, chắc là về kinh nghiệm chiến tranh thì Chris không có rồi. Con nói thiệt cho chú nha, con dễ lắm, con thấy người cần phụ con gia phụ rồi, tại con anh mối tình của con cũng như cha con. Tức là mình thấy là cần một biểu tỏ một cái gì đó với con người phải không? Đúng rồi. Những cái sự thiệt thòi đó. Một hình ảnh các bạn có thể hình dung là
khi mà một bọn cướp tấn công gia đình của mình đi thôi, mình đang bình yên đúng không, thì cái Ukraine cũng vậy thôi, đang bình yên thì một cái nước lớn tới xâm chiếm, một hành động bully nếu mình nói gần gần gũi như vậy. Trong lúc trao đổi thì Chris với lại Khương nếu mà cảm thấy thoải mái nói tiếng Anh, tại vì có những lúc mình phải nói với bạn trẻ mình đang sống ở Hoa Kỳ mà, yeah, thì cứ việc thoải mái nha. Okay. Rồi còn về Khương biết gì về cuộc chiến Ukraine? Thì em cũng xem rất là nhiều tin tức về cái cuộc chiến ở bên Nga và Ukraine. Yes. Và em cảm thấy là hành động của Nga là một hành động rất là sai trái, vì đây là hành động xâm lược, là một hành động cướp của họ. Yeah. Và người dân Ukraine á, thì họ đang đứng lên cùng với các nhà lãnh đạo của họ để bảo vệ đất nước và chống lại quân xâm lược của họ. Yeah. Đương nhiên mình nói cái chính nghĩa đó, lẽ phải đó là thuộc về Ukraine rồi. Bởi vì bị chiếm mà nếu như mình bị đánh cướp vậy thì đó là một cái hành động, và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ, các nước phương Tây và cả thế giới nữa lên án Nga Xô đúng không? Russian. Thì đó là hành động xâm lược thôi. Không ai bênh cho cái chuyện đó cả. Yeah. Mà chính người Việt của chúng ta, cái thời của chú chẳng hạn, thời của bố mẹ của Cindy và rất là kinh nghiệm về cái chuyện này phải không? Chúng ta đã từng chiến đấu rồi. Ok, thôi mình trở lại cái cuộc tổ chức của mình. Thế thì CAP có rất là nhiều hội đoàn Cindy và ban tổ chức như vậy đó, thì mình đã hình thành, thì cái ngày tổ chức nó là ngày nào và ở đâu? Dạ, để một cái nơi mà ai cũng biết đến, đó là Mount Square Park, và rộng rãi để giống như ngoài chiều sau khi mà mình đi bộ đó anh, gia đình và các em phụ huynh vẫn có thể ở lại đó rồi chơi rồi hưởng không khí trong lành ở ngoài park. Thì nơi mà tụi em đi sẽ là My Square Park. Thì ngay cái góc đường Brookhurst với Hyle. Cái lý do tụi em chọn cái góc đường đó là tự vì nó có nhiều chỗ đậu xe. Và rất là tiện, cái sân khấu ngay kế bên đó luôn anh. Kế bên cái khu Freedom House, Freedom Hall. Dạ, nó gần ngay chỗ cái sân tennis anh. Ngay sân tennis, ok. Như vậy địa điểm rất thuận tiện. Đúng thì rồi. Thì quý vị đậu xe ở dọc đường. Còn nếu mà vào My Square Park thì chịu khó đóng góp một tí. Nhưng mà cái chỗ này là không phải đóng tiền luôn anh chạy vô cái chỗ đó, nó có cái tennis court, nó có nguyên một cái đường đó. Rồi ở bên tay phải là nó có nguyên một cái chỗ đậu xe luôn. Và nó có mấy nhà xe ở đó. Mấy ngàn xe đậu được. Hy vọng là ngày hôm đó mình cũng được có mấy ngàn người ha anh. Thôi thì đương nhiên các hội đoàn đại diện rồi các người kia thì mình thấy con số cũng khá khá. Thì mình mới gọi thêm đúng không? Thì như vậy thì cái tổ chức này không dành riêng cho bất ai, ai cũng có thể thấy được, nhưng mà đặc biệt là các bạn trẻ, đại diện bạn trẻ này, đại diện cho bạn trẻ này. Cindy thì cũng trẻ thôi. Có một cái mà khi mà tụi em mới bắt đầu chương trình này đó, thì bên Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại, thì khi xưa là Ta Việt đó anh, là đại diện cho các trường Việt ngữ, là một trong những cái hội đoàn mà rất là nhiệt tình ủng hộ vào chương trình này. Tại vì tụi mình cũng nói đây là một cái chương trình giống như là sau khi mình bế giảng đó anh, các trường Việt ngữ đó, thì mình muốn có một cái gì đó cho các em nó được vui chơi lành mạnh, và cũng cho các em bring cái awareness về cái cuộc chiến bên Ukraine, và các em cũng có một cái cơ hội để làm một cái gì tốt. Hồi nãy anh nói về cái vụ mà những người mà phải có đầu gối khỏe đó đi á, nhưng mà thật ra đó không cần phải đầu gối khỏe nữa anh. Tại vì những người mà giống như là các ông bà đó, vẫn có thể bảo trợ cho con cháu của mình đi. Bên trường Việt ngữ của em, bên trường Việt ngữ của em cũng có một số phụ huynh đó, rồi bảo trợ cho con của mình. Đó thì các em trẻ ai cũng có thể làm được. Và thầy Hoàng nha, là trong cái nhóm Ta Việt đó, thì thầy cũng có các thầy cô ủng hộ cho thầy để mà support thầy, để thầy đi bộ với tụi mình. Ok, trước khi đi vào chi tiết vấn đề bảo trợ như thế nào và cái cách bảo trợ giúp đỡ cho ban tổ chức này, tổ chức ở Mỹ mà phẩm CD cái gì cũng phải có chi phí hết. Đóng góp cho CD, đóng góp cho My Square Park đúng không? Để chúng ta bảo vệ cái chỗ, cái khung trời xanh của chúng ta. Thế thì bây giờ trước khi đi vô cái vấn đề bảo trợ đó, thì cái ngày tổ chức là ngày nào đúng không? Và cái thời gian tổ chức là làm sao? Rồi mời Khương. Và cái địa điểm tổ chức của bộ của gây quỹ giúp nạn nhân Ukraine là ở bên Mount Square Park, góc Brookhurst và Hyle. Và thời gian là thứ bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022, và chúng ta sẽ bắt đầu ghi danh từ 8 giờ cho tới 10 giờ. Và
sau 10 giờ là chương trình đi bộ sẽ bắt đầu. Và mọi chi tiết và bảo trợ xin liên lạc với anh Bùi Đẹp 951-733-8844 và cô Trần Ngọc Cindy 714-337-1292 và cô Huỳnh Thị Ngọc 714-721-9603. Và các chi phiếu xin quý vị viết cho American Red Cross hoặc là tổ chức White Ribbon USA gửi và gửi về địa chỉ PO Box 1503 Golden Grove, California 92842 1503 và memo cho cái cuộc ghi quỹ là Walk for Ukraine. Đi bộ cho Ukraine. Chi tiết là đầy đủ, giống như thầy giáo lên bục giảng vậy. Cảm ơn thầy. Chính thưa quý vị khán giả, nói đến đây để cho thấy là cái tổ chức lớn mà support cho cái chương trình này chính là American Red Cross, Hội Hồng Thập Tự. Và cái tên này bắt đầu chúng ta làm quen, White Ribbon USA. Thì xin đi nói một chút về cái tổ chức này. Thì khi mà tụi em bắt đầu cái chương trình này đó, mình muốn giúp thôi và không muốn đụng chạm gì hết tiền bạc hết. Cho nên mình muốn kiếm một cái tổ chức nào đó để mà mọi người tin tưởng và có thể gửi chi phiếu tới. Thì trong ban tổ chức giống như là Hội Hồng Thập Tự thì ai cũng biết rồi. Cho nên là tụi em chọn nó, nhưng mà trong nhóm thì dĩ nhiên ai cũng biết là cái Hội Hồng Thập Tự thì họ tính cái overhead đó anh. Là tụi em có gọi và họ nói là 20%. Thì mình cảm thấy trời ơi, mình thu được 100 đồng thì cái người dân chỉ lấy được có 80 đồng thôi. Thì một nhóm hội đoàn khác là White Ribbon USA. Thì đây là một hội đoàn cũng là non-profit. Và 100% cái tiền mà mình donate sẽ đến tới với cái người nhận. Và khi xưa các hội đoàn khác có nhiều tổ chức ở trong cộng đồng mình cũng làm fundraising gây quỹ cho người Ukraine đó, cũng đi qua cái nhóm đó. Hay quá. Như vậy là bây giờ chúng ta làm quen thêm một cái nhóm tổ chức hội thiện nguyện nữa. Mà cái này 100% phải không? Mình nghe nghe quen với người Việt hơn. Đúng rồi. Và khi nghe họ nói về những cái việc mà họ làm đó anh, mình nghe mình cũng rất là giống như là những cái mà mình muốn làm. Thí dụ như là họ sẽ mua thuốc cho những người ở bên đó hoặc là giúp cho các trẻ em. Là giúp nếu mà quý vị lên trên website đó thì thấy là họ giúp cho những người mà bị discrimination. Rồi cho họ nói là mình có thể mua đồ ở đây hoặc là mua đồ ở bên đó, và họ cũng có chi nhánh ở bên đó. Ở đây thì họ có một cái văn phòng ở LA. Rồi trong cái ngày gây quỹ họ cũng sẽ tới tới chia sẻ và work đồng hành với mình luôn anh. Như vậy thì cái cách mà quý vị có thể support cho cái cuộc cái trợ, cứu trợ cho nạn nhân Ukraine cho nó rõ hơn. Còn Work for Ukraine đây là một hành động của chúng ta ở đây. Thì quý vị không đi được, như Cindy nói, bảo trợ cho con, cho cháu, đúng không? Đúng. Hoặc là nhiều người bây giờ có chắc rồi là các cháu sẵn sàng đi cho mình. Một vòng Mile Square Park thì để các nhà 4 mile. Có 4 mile à? Một buổi đi bộ vừa có lợi ích cho sức khỏe bản thân, mà lợi ích cho vấn đề tiếng nói của người Việt của mình, quan tâm đến những người khác trên thế giới là nạn nhân của chiến tranh. War victim. Thầy nói đây là một cái điều mà chúng ta nên mời gọi các con cháu tỏ lòng nhân ái của mình, quan tâm đến người khác. Mới nghĩa thật là hay. Thế thì đó là cái phần, thì cái check ngày hôm đó họ bỏ bàn mà họ không thích cái PO Box là dĩ nhiên rồi. Cho cái ban tổ chức ngày đó chắc chắn là có. Rồi quý vị không đi được thì đó đã có PO Box, chúng tôi sẽ để cái hàng dưới để quý vị có thể ghi lại. Các con cháu có thể giúp ông bà ghi lại cái điều đó và gửi về nếu không đi được. Đó cũng là một hành động mà chúng ta không tham dự trực tiếp. Nhưng chúng ta có thể... Bởi vì chương trình của chúng tôi thì đi 50 tiểu bang và đồng thời over the world. Thành ra có thể có những cái đóng góp xa hơn ở Hoa Kỳ và không phải ở trong thành phố của chúng ta, không phải ở California này không, mà trên nhiều tiểu bang khác nữa, muốn biểu tỏ, muốn tham gia với cái chương trình hữu ích này. Thì đấy là một cái cách để chúng ta có thể cùng nhau làm và nói rằng người Việt chúng ta đến sống Hoa Kỳ nhưng không quên người khác, không quên đến những nạn nhân chiến tranh và quan tâm đến người khác. Một cái tình người rất là đẹp. Nhưng mà còn một cái điều rất là quan trọng mà tôi thấy ban tổ chức nãy giờ không nhắc đến. Thế thì cái tiền đâu ban tổ chức lấy ra tổ chức này? Em cũng muốn chia sẻ về phần đó. Ngay cái ngày đầu tiên, the first day mà tụi em họp với một số cô chú, thì trong ban tổ chức
ai cũng rất là có cái lòng thương mến cái người Ukraine. Ngay từ ngày đầu, mỗi người bóp tiền trong túi mình ra. Lúc trong bóp của mình không có thì ký check. Thì trong ban tổ chức có người ủng hộ 100 là ít nhất. Và 500 là nhiều nhất. Thì tụi em chỉ có bỏ tiền ra để mà giống như anh Ngọc Triệu nói là phải trả tiền cho CD rồi làm những cái việc mà đã chuẩn bị đó. Nhưng mà em cũng muốn chia sẻ thêm vì cái ý nghĩa của nó rất là hay. Cho nên là có nhiều người rất là support. Bây giờ thí dụ cái ngày hôm đó là tụi em ha, rồi xong ngày hôm, mấy bữa sau tụi em có họp với bên tập thể chiến sĩ Tây Nam. Thì có ngày sau Mother Day đó anh, celebrate cho các cô. Thì khi mà tụi em nói về cái đó, các cô cũng móc tiền ra để cho. Rồi xong cái chú mà chụp hình á, chú cũng có mấy chục đồng trong túi, chú cũng móc túi ra. Cái mình cũng thấy ấy nấy quá. Nhưng mà sau đó chú nói thôi phải cho đủ 100. Cho nên là cũng kiếm những người khác để giúp vô. Thì mỗi người trong nhóm ủng hộ 100. Tối hôm đó tụi em cũng được ủng hộ 1,200. Thì mình cảm thấy mới đủ trả cho cái permit à. Dạ, thì tụi em có một vài cách để mà quý vị có thể giúp. Thứ nhất là những hội đoàn nào hoặc là một cơ sở thương mại đó anh mà ủng hộ trên 500 thì tụi em sẽ có in cái logo ở trên cái áo t-shirt. Và những ai mà muốn lên sân khấu nói á, thì ủng hộ trên 1,000. Cái khúc nói chuyện sân khấu là trước khi đi hay là sau khi đi? Dạ, trước khi đi. Thì cái 8 giờ tới 10 giờ là cái là phần ghi danh đó đó. Nhưng mà thật mà nói ghi danh vậy thôi chứ thật ra đó là nó là free cho nên ai cũng đi được hết. Nhưng mà những quý vị nào mà cần cái giấy mà receipt của donation đó thì ghi thuế. Dạ đúng rồi, thì ghi xuống thôi. Nhưng mà bất cứ người nào và ai donate cũng có, tụi em có cái pin. Cái pin mà nó hình như vậy nè anh. Rồi thì cái đó là cái mình đang nói cái phần ghi danh, mà trở lại cái phần mà bảo trợ đó. Tụi em có bán t-shirt, thì t-shirt để cảm ơn những nhà bảo trợ cho mình thôi. Thì cái đó nó chỉ có 10 đồng thôi. Không có. Tức là mặc vô để đi. Dạ đúng rồi, nhưng mà mình cho mọi người thấy cái việc, cái công việc của mình. Và cũng cảm ơn những các nhà bảo trợ đó anh. Thì các hội đoàn nào mà muốn order đó anh thì cho tụi em biết trước. Thì tụi em sẽ đặt cái đó, tụi em không muốn đặt số lượng lớn. Và ngoài đó cũng có cái nón đó anh. Tại vì sợ trời nóng cho nên là cũng có cái nón. Thì cái nón cũng 10 đồng, tại vì tụi em order là đã 8 đồng rồi. Thì thật ra là không phải gì hết, nhưng mà mình muốn cho mọi người có một cái buổi đi chơi vui, rồi đi bộ, rồi cảm thấy comfortable with family. Có sân khấu như vậy có văn nghệ không? Thì chút văn nghệ không? Không có văn nghệ gì nhiều. Thật ra là rất là nhiều người muốn anh. Và có một số trường họ muốn trình diễn văn nghệ, nhưng mà tụi em không muốn kéo dài nhiều thời gian đó. Thì ngày hôm đó tụi em đặc biệt là có MC là cái cô May Fase, là Fox News Anchor, là xứng ngôn viên của đài Fox đó, sẽ là MC cho tụi em cùng với anh Đỗ Tân Khoa và anh Quốc Thái. Như vậy là mình thấy mừng tượng là có những cái đài channel của người Hoa Kỳ sẽ đến thu hình cái buổi này. Thì mình thấy nó mang tính cách quốc tế hơn, và rõ ràng là cái cuộc sống của Hoa Kỳ. Rồi bây giờ mình ngưng cái tổ chức chút xíu. Nãy giờ nghe nói chuyện đó thì Chris cho biết cái feeling của mình và cái exciting của mình khi tham dự. Bây giờ con chưa bao giờ trên TV, so con hơi non. That's okay. Cho cái event này á, con rất là thích nó, tại vì nó rất là bự mà rất là dễ dàng. Mình lớn, mình trẻ, mình già, whatever it is, có thể cũng vào ngoài đó ủng hộ. Nó cho cái community có cơ hội để gặp nhau, để work for a greater good. So con thấy vậy con rất là thích. Một cái community activity ha. Together. Good. Rồi còn Khương. Dạ thì đối với em á thì mình là một cái cộng đồng người Việt nói riêng và tất cả những cộng đồng khác nói chung cũng đều rất là muốn giúp đỡ cho người dân Ukraine. Và em cũng xin là tất cả các kêu gọi tất cả các quý vị phụ huynh, các vị học sinh và các bạn sinh viên cùng tới Marsway Park để cùng đi bộ để gây quỹ giúp đỡ cho nạn nhân Ukraine. Mình hình chung là các hội đoàn, các đoàn thể, thế như ai cũng thể tham dự được, rồi cá nhân cũng thể tham dự được, đúng không? Đúng từ chỗ ai đâu. Ghi tên để làm gì thưa quý vị? Để là mình chứng tỏ cái sự ủng hộ của mình mà thôi. Rồi ngày hôm đó tôi thấy chắc là không thiếu các vị dân cử của các thành phố khác, đúng không? Dạ, chắc chắn là có.
Dạ thì bây giờ thì dĩ nhiên là thành phố Fountain Valley cho nên mình phải mời chủ nhà, đúng như không? Là anh Michael Võ, đúng rồi. À, ngoài ra đó thì em có mời gọi tất cả những dân cử người Việt trong xung quanh cái nơi mình ở. Thì đó là những người mà mình sẽ mời. Hồi nãy anh nói về cái nói là cái tầm vóc với này kia đó, thì em cũng muốn xin nói thêm một chút xíu là có những trường mà anh biết là ở dưới San Diego, thí dụ như là trung tâm văn hóa Văn Lang, San Diego. Khi mà nói về về cái chương trình này á, là thầy hiệu trưởng rất là ủng hộ nhiệt tình và thầy nói nếu như mà ngày hôm đó không tới thì thầy cũng sẽ cố gắng quyên góp tiền từ phụ huynh và các em. Rồi hội cộng đồng người Việt San Diego cũng vậy đó anh. Cho nên mình cảm thấy cái việc mình làm cũng có ý nghĩa. Cho nên là khi mà mình nói tới đâu ai cũng support hết. Thì ngày hôm đó khi mà các hội đoàn tới, em được biết là các hội đoàn sẽ mang cái banner của họ để mà họ có thể show giống như là mình có mặt ở đây. Một chi tiết nữa, nếu mà tôi mừng tượng là cái ngày hôm đó có thể lên đến con số ngàn, nếu mà với cái thành phần tham dự mà họ ủng hộ như thế này đấy, thì cái vấn đề giải pháp như thế nào? Vấn đề ăn nhẹ thí dụ như vậy như thế nào? Thì tụi em cũng có một cái food booth, nhưng mà thực ra đó là mình không có được bán đồ ăn. Cho nên tụi em sẽ có cái nước và những đồ ăn mà quý vị tài trợ đó, thì em có một số người trường Hồng Bàng sẽ donate nước, hơn 1.000 chai nước. Rồi các hội đoàn khác cũng có ủng hộ đồ ăn. Và dĩ nhiên thì những người trong cộng đồng thì anh cũng biết rồi, xin bánh mì rồi xin sữa đồ nành rồi những cái đó đó, những cái đó thì mình có. Nhưng mà dĩ nhiên là không bán, những ai cứ donate 1 đồng, 2 đồng gì đó thì sẽ được cái món đồ thôi. Một hình thức đóng góp rất là nhẹ nhàng, đúng không? Thay vì phải lễ mễ bưng chai nước của mình đi thì lấy chai nước rồi ủng hộ cho t-shirt, ủng hộ cho cái nón, đúng không? Có cái logo. Cái logo chúng tôi thấy trình bày đây khá đẹp, không biết là do Chris Aron Thầy Khương làm đây. Chúng ta thấy có cái chữ Work for Ukraine ở phía dưới. Trái tim là cái logo, cái lá cờ của Ukraine, màu xanh biển và màu vàng, đó là tượng trưng cho Ukraine. Còn ở bên tay trái đó là lá cờ của Hoa Kỳ, tượng trưng chúng ta đang sống ở đất nước Hoa Kỳ. Còn bên phải dĩ nhiên lá cờ của người Việt Nam chúng ta, phải không ạ? Thì mới nhìn thôi là đã thấy thích rồi. Tôi cũng mong có cái pin đó để đeo trên đây đó. Đúng rồi, đúng rồi. Chỗ anh nhìn cái pin là anh sẽ thích. Và bất cứ người nào tới đó cũng đều có thể như vậy nha quý vị. Chương trình mở ra Freedom, tự do, chỉ có cần là quý vị có lòng, quý vị muốn tham gia công việc ý nghĩa này. Một ngày đi bộ ngoài trời 4 tháng 6 từ những trời Cali đẹp lắm. Thì đó mình thử mình check dự báo thời tiết với họ, xin ông trời là đừng có làm gì khác ngày hôm đó. Trời nắng đẹp thì đi, phải không ạ? Mai Xưa Bạc là một công viên rất là rộng rãi, quý vị có thể đi bộ. Còn muốn vui chơi ở lại gia đình thì tiếp tục sau cái công tác 8 giờ đến 10 giờ, sau đó 10 giờ đi bộ thì tôi nghĩ như sức tôi đi thì khoảng độ tiếng đồng hồ là xong. Đúng không? Còn mình cho chậm nữa đi theo đoàn 1.5 tiếng, 2 tiếng mới có tới 12 giờ. Thì ở lại đó picnic, đúng không ạ? Ở lại picnic, barbecue, ôi dễ thương nha. Mà tụi em cũng có một cái shortcut cho một số người lớn tuổi mà không có muốn đi nguyên 4 cái mile square đó anh. Thì là tụi em có đi nửa đường rồi có một đường đi lại tại đó. Tại vì có một số cô chú nói là sợ đi 4 mile thì hơi xa. Thì tụi em cũng có hai cái đoạn đường khác nhau. Như Cindy thì chắc phải đi 2 vòng. Khương đi được mấy vòng? Dạ chắc cũng đi hơn 2 vòng. Đi 2 vòng. Đúng rồi, như vậy Chris con sẽ cố gắng đi hết 4 mile. Một vòng gì chứ. Tại vì tôi nghĩ bình thường nó đi cái tốc độ bình thường trung bình là khoảng 1 tiếng. Mình tính 15 phút cho một cái corner thì nó khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đó là mình đi theo tới độ chậm chậm rãi đó. Chứ còn nếu mà mấy người mà đi quen họ đi jogging họ đi nhanh hơn nhiều, đúng không? Chắc có nói một điều. Nếu không muốn đi bộ, nào just show up thì đủ rồi. Vậy là cái event này nó rất là dễ dàng. It's literally a walk in the park. Rồi, thôi bây giờ mình cũng nói đủ information và kêu gọi, tôi nghĩ cũng đủ rồi, phải không ạ? Bây giờ là cái lời kêu gọi của từng người khi mà hôm nay lên trước ống kính của truyền hình để mình kêu gọi thêm những cái thành phần mà relate với mình, đúng không? Thực ra mình lấy người trẻ nhất đi, mời thầy Khương nói trước. Và em xin kêu gọi tất cả mọi cái quý vị khán giả đang xem đài và nói chung
và tất cả các quý vị phụ huynh, học sinh, sinh viên nói riêng và tất cả các bạn trong cộng đồng khác nữa cùng nhau tới để mà đi bộ ủng hộ, giúp đỡ cho người dân Ukraine. Và em cũng xin rất là mong chờ được gặp tất cả quý vị ở đó. Nhất là các người em nào mà học lớp của thầy. Dạ. Rồi, mời Chris, you can speak by English. Okay, I want to say that you literally have nothing better going on a Saturday. Just come out, have some fun. You know, come out with friends and walk as much as you can. It doesn't have to be the full 4 miles. You can walk 2 miles, 1 mile. But come back, it means a lot, you know, and you're helping people. So it's a good place to be. Thank you, Chris. Còn bây giờ tới Cindy. Dạ, trước khi chấm dứt thì em cũng xin cảm ơn một số nhà tài trợ đã ủng hộ cho tụi em rồi đó anh. Thứ nhất là dĩ nhiên là bác sĩ Michael Đào ủng hộ 1,000. Hoa hậu Kiều Diễm Hải Lê cũng ủng hộ 1,000. Mary Denti 500, Thanh Sơn 500, Mai Lương Insurance 600, và Phở 2,000 cũng 500. Và có nhiều hội đoàn khác nên em không có đầy đủ cái danh sách ở đây. Nhưng mà nhân cơ hội này thì em xin cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân đã có lòng và giúp cho cái chương trình này để được thành công. So far là thấy ban tổ chức đủ chi phí rồi đó. tôi nhầm trong đầu thôi, nhưng mà so far thì quý vị còn là phần lại. Thực sự thì mình cái mục đích chính là những cái nạn nhân của Ukraine. Những người Ukraine bây giờ cái đang cần thực phẩm, đang cần áo quần. Nhưng mà cái quan trọng là khi họ nhận được những cái gift này đó, đó là tấm lòng của con người đối với nhau. Thực sự khi mà nhận được một cái sự giúp đỡ, chúng ta có lẽ nhiều khi không chú ý đến món quà, nhưng mà chú ý đến cái tấm lòng của cái người trao cho mình, nó quý hơn nhiều. Và đây là một cái cử chỉ mà chúng ta có thể thực hiện, chúng ta có thể chỉ bảo cho con cháu là có lòng nhân đối với con người. Bởi vì cái bệnh vô cảm ngày nay, bệnh lạnh lùng trước những người, con người với con người, ngày nay họ đã rất là vô tình, thản nhiên bước qua một cái sự đau khổ. Đấy là, đây là cái điều chúng ta có thể giúp cho các em, educate cho các em, đúng không? Chẳng hạn tôi thấy một cái gia đình, Chris với lại Khương biết, bố mẹ không có cho cái người homeless nha, nhưng mà đưa cái miếng bánh mì hoặc là đưa tiền cho đứa bé đó, cầm đưa cho, con đưa cho, tập cho các em là mình cho đi. Thay vì bố mẹ đưa thì easy quá rồi, đúng không? Nhưng mà con cảm ơn đi cho chú, cho bác này. Tức là một cái sự trân trọng. Mà cái đứa bé thì với cái tinh thần là thầy là cái người hôm nay, tôi thấy cái ánh mắt của họ rất là vui khi mà nhận những món quà đó. Tuy là cũng giống như mọi người thôi, cũng có thể là một vài đồng, có thể là một ổ bánh mì, nhưng mà rõ ràng họ surprise. Thấy một đứa bé nó quan tâm đến cho mình. Nhưng mà một cái cử chỉ đó nó gieo vào cái tâm hồn trẻ thơ đứa bé. Tôi thì không muốn nói nhiều, nhưng mà quý vị cũng hiểu được ý của ban tổ chức mong muốn cái gì. Tại là quý vị hiện diện và có mặt rồi đóng góp cái phần của mình bao nhiêu có thể và đi được trọn vẹn cái ngày hôm đó thì là càng tốt, đó là tốt nhất. Rồi thôi, đây là cái ý nghĩa mà mong muốn được sự tham gia, được sự hỗ trợ bằng nhiều mặt cho ban tổ chức. Cảm ơn ban tổ chức đã lên với chúng tôi ngày hôm nay và có cơ hội cho chúng tôi nói chuyện về cái vấn đề này. Một cử chỉ, một hành động, một cái community activity rất là ý nghĩa trong ngày hôm đó, 4 tháng 6, 8 cho tới 10 giờ thì lại ghi danh, rồi mình get together, sau đó 10 giờ thì bắt đầu cuộc đi bộ, quý vị đi thì có thể halfway hay là đi hết trọn vòng của My Square Park, cũng là một cách để tập luyện thân thể của mình. Cảm ơn Cindy, cảm ơn Chris, cảm ơn Khương đã đến, cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn quý vị sẽ hiện diện trong cái ngày hôm đó.